đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 7 năm 2024. Trong chương trình Thời sự hôm nay, sau phần tin có bài An Giang đẩy mạnh chuyển đổi số. Trước hết kính mời quý vị theo dõi phần tin Ngày 1 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc long trọng tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đến dự có đồng chí Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành quỹ Châu Đốc, Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đồng chí Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, đồng chí Trần Minh Nhật, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, đồng chí Giọ Chí Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Thượng tá Nguyễn Công Thành, Trưởng Công an thành phố Châu Đốc cùng các đồng chí thành viên ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội hkvs và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố các ban ngành đoàn thể công an quân sự thành phố phường xã và 175 đồng chí là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở các phường xã trên địa bàn thành phố châu đốc tại buổi lễ công an thành phố châu đốc cũng đã thông tin tóm tắt nội dung cơ bản của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật công tác phối hợp tiêu chí thành lập Luật lực, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa 15 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng đông đảo của toàn dân, nồng cốt là bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cánh tay nối dài của công an nhân dân tại địa bàn cơ sở, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh trật tự ở cơ sở. Tại buổi lễ đã diễn ra diễu hành biểu dương lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, diễn tập thực binh tình huống tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, tình huống xử lý bạo lực gia đình. Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành quỹ Châu Đốc, yêu cầu cấp quỹ chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo trực tiếp toàn diện đối với nhiệm vụ tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách mức hỗ trợ thường xuyên và bố trí địa điểm nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Công an thành phố tham mưu ổn định các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để lực lượng này bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ được giao khi đi vào hoạt động tham mưu cấp quỹ chính quyền và báo cáo đề xuất ban giám đốc công an tỉnh từng bước trang bị phương tiện công cụ hỗ trợ hướng dẫn sử dụng các thiết bị công cụ bảo đảm an toàn hiệu quả đúng quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hết mình trong công việc phối hợp lực lượng công an bảo đảm tốt an ninh trật tự ngay tại cơ sở hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao Ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Châu Đốc tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện cấp thẻ căn cước, dễ chứng nhận căn cước trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Đến dự của Thượng tá Quách Thành Hải, Phó trưởng Công an thành phố Châu Đốc. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật căn cước năm 2023 chính thức có hiệu lực. Công an toàn quốc triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 6 tuổi, từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tá Quách Thành Hải, Phó trưởng Công an thành phố Châu Đốc nhấn mạnh việc triển khai luật căn cước năm 2023 trên địa bàn thành phố Châu Đốc nhằm chuyển tải được những nội dung cơ bản của luật căn cước đến đông đảo người dân, qua đó tạo sự đồng thuận ủng hộ của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Trong việc triển khai thực hiện luật căn cước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Sau lễ phát động, lực lượng đã tổ chức phát các tờ bướm tuyên truyền, những điểm mới của luật căn cước và thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho người dân. Ngày 1 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức buổi tuyên truyền về xuất khẩu lao động năm 2024. Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe đại diện công ty cổ phần đầu tư tài chính và truyền thông quốc tế MIF thuộc tập đoàn Somai thông tin một số nội dung trong việc tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản như các yêu cầu về tiêu chuẩn, quyền lợi và chi phí khi đi xuất khẩu lao động các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động, thủ tục hồ sơ tham gia tuyển dụng. Bên cạnh đó, trao đổi thêm một số thông tin về các điều kiện, yêu cầu cũng như những quyền lợi để du học tại Nhật Bản. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho người dân trong độ tuổi lao động có thể nắm bắt được thông tin thị trường xuất khẩu lao động hiện nay, tiếp cận kịp thời các thông tin tuyển dụng và định hướng cho con em trong độ tuổi tìm được việc làm phù hợp, tạo nguồn thu nhập ổn định, giúp người dân vươn lên, cuộc sống ngày càng được cải thiện và nâng cao. Ngày 1 tháng 7, phường Đoàn dính Mỹ phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức buổi tuyên truyền hưởng ứng chủ đề An toàn giao thông năm 2024, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho 300 bạn là đoàn viên thanh niên và học sinh trường Trung học cơ sở Phạm Hùng. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng đoàn viên thanh niên và học sinh đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Châu Đốc thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, giới thiệu những quy tắc chung khi tham gia giao thông quy định về độ tuổi, đủ điều kiện lái xe, quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chấp hành tín hiệu đèn khi tham gia giao thông. Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc còn tuyên truyền những kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, những thay đổi về tâm sinh lý ở lứa tuổi dậy thì, cách phòng tránh những bệnh thường gặp ở lứa tuổi dậy thì, cách bảo vệ cơ thể trước những hành vi xâm hại trẻ em, tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử và những tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường học đường bối tuyên truyền đã trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực giao thông đường bộ cho đoàn chiến thanh niên và các em học sinh qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản dị thành niên trang bị kỹ năng sống bổ ích giúp các em tự bảo vệ bản thân để phát triển toàn diện ngày 29 tháng 6 phường đoàn vĩnh mỹ phối hợp với chi đoàn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực châu đốc Tổ chức ra quân ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, sáng xanh sạch đẹp văn minh an toàn. Theo đó, đoàn chiến thanh niên phường và lực lượng công an đã thực hiện tháo gỡ, thu cơm, xóa các bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định được sơn dán trên các tường rào, trụ đèn, trụ điện dọc trên tuyến đường Châu Long, phát 200 tờ rơi, tuyên truyền về mức đóng mới đối với người tham gia bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây là công trình chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm và phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn. Ngày 29 tháng 6, Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Quân phối hợp với Tiểu đoàn Bộ binh 51, Ban khóm Vĩnh Chánh 2, tổ chức buổi ra quân hưởng ứng, ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện, xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn. Hưng ứng ngày cao điểm, các đường đường tiến hành xây dựng cột cờ thẳng tốc thuộc tuyến đường Tuy Biên khóm vịnh Chánh Hai. Đoàn thanh niên phường vận động người dân thực hiện treo cờ Tổ quốc được 60 cột cờ với tổng trị giá 6 triệu đồng. Đoàn chiến thanh niên tham gia ngày công lao động làm cột cờ theo quy định. Thông qua đó, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện tiên phong của đoàn chiến thanh niên trong tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bản thân và người dân trên địa bàn phường về việc xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm từ đó đảng quỹ quỹ ban nhân dân phường châu phú b tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng sát với điều kiện tình hình thực tế của địa phương nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo đúng quy định, sắp xếp khoa học, phù hợp với từng nội dung của từng lĩnh vực cụ thể, có danh mục từng thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân dễ tra cứu tìm hiểu và được công khai cả trên thông tin điện tử của phường. Để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, địa phương cũng đã lãnh đạo chỉ đạo các ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và thao tác dịch vụ công trực tuyến, kết quả cài đặt định danh điện tử trong toàn viên hội viên và nhân dân phường. Để qua đó, thực hiện hiệu quả đảng 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường. Trong 6 tháng qua đã tiếp nhận 1.342 hồ sơ, trả kết quả 1.342 hồ sơ, đúng hẹn 1.342 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% tất cả hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đều được thực hiện trên môi trường điện tử như số quá hồ sơ thanh toán trực tuyến chứng thực điện tử mức độ ba bốn liên thông thủ tục phương châu phú b tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số ngày càng sâu rộng hiệu quả thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý công việc hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 6 tháng đầu năm 2024, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn xã kinh Tế tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng đến cán bộ đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, đã tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt chuyên đề năm 2024 của tỉnh. An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân, có 176 trên 187 đảng viên tham dự chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của đảng các cấp của cấp quỹ và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của xã qua quá trình công tác và hoạt động trong đảng các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác ý thức trách nhiệm đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương luôn động viên con cháu nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngoài ra công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường thực hiện đúng quy định, kịp thời chỉ đạo thực hiện các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng. Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu 1829-2024. Lễ kỷ niệm và lễ hội đường phố diễn ra từ 15 giờ 30 đến 20 giờ ngày 10 tháng 7. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết, các hoạt động kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu 1829-2024 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7 theo nghi thức truyền thống hàng năm, gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống hàng năm. Lực lượng tham gia gồm ban tổ chức lễ hội địa phương, ban quản trị Lăng Mí Nú Sam, hội quy tế, bù lão, nhân dân và du khách. Trong phần lễ, gồm lễ cúng tiên thường, lúc 16 giờ thứ tư ngày 10 tháng 7 nhằm ngày 5 tháng 6 âm lịch tại Lăng Thoại Ngọc Hầu, lễ cúng chánh tế lúc 4 giờ thứ năm ngày 11 tháng 7 nhằm ngày 6 tháng 6 âm lịch tại Lăng Thoại Ngọc Hầu, lễ kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu 1829-2024 và lễ hội đường phố Thoại Ngọc Hầu kinh lý Tân Lộ Kiều Lương. Thời gian dự kiến bắt đầu từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ thứ tư ngày 10 tháng 7 nhằm ngày 5 tháng 6 âm lịch địa điểm tại đình Châu Phú di chuyển đến tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương và đến lăng Thoại Ngọc Hầu. Lễ kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu 1829-2024 và lễ hội đường phố có 3 phần, gồm phần 1, nghi thức khai mạc lễ hội đường phố, khai lệnh kinh lý Tân Lộ Kiều Lương, phần 2, lễ hội đường phố kinh lý Tân Lộ Kiều Lương, phần 3, nghi thức lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật Tân Lộ Kiều Lương, con đường kiến quốc. Phần hội gồm 4 nội dung, tổ chức đêm hội nét diệt 2 dự kiến từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 7 nhằm ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 âm lịch. Chương trình gian nghệ kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thuận Ngọc Hầu dự kiến từ 19 đến 21 giờ thứ Sáu ngày 5 tháng 7 nhằm ngày 30 tháng 5 âm lịch. Tổ chức các trò chơi dân gian dự kiến từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 6 tháng 7 nhằm ngày 1 tháng 6 âm lịch. Biểu diễn đơn ca tài tử Nam Bộ và trích đoạn cải lương dự kiến từ 19 đến 21 giờ thứ Bảy ngày 6 tháng 7 nhằm ngày 1 tháng 6 âm lịch. Thông qua lễ kỷ niệm nhằm giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, lịch sử dân tộc, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối đối với địa phương, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn vinh công đức người xưa để thế hệ trẻ học tập noi theo, đồng thời thể hiện sự tôn vinh tri ân các bậc tiền nhân có công với dùng đất châu đốc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân. Các hoạt động kỷ niệm nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh kinh tế xã hội danh lam thắng cảnh di tích lịch sử văn hóa của địa phương phục vụ người dân du khách thành phố châu đốc nói riêng tỉnh an giang nói chung phó chủ tịch thường trực quỹ ban nhân dân thành phố châu đốc trần quốc tuấn thông tin để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm quỹ ban nhân dân thành phố châu đốc đã triển khai công tác tuyên truyền, truyền cổ động trực quan truyền thông trên hệ thống truyền thanh cơ sở cổng thông tin điện tử thành phố trang thông tin phường xã và trên các nền tảng mạng xã hội báo chí hoàn thành chương trình kịch bản lễ kỷ niệm và lễ hội đường phố chương trình văn nghệ tăng cường công tác kiểm tra, lập lại trật tự lòng đường dĩ hè, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong thời gian cao điểm, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chuẩn bị công tác hậu cần, trang trí, khánh tiết. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước cơ bản thông nhất kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thuận Ngọc Hầu 1829-2024 và lễ hội đường phố đề nghị quỹ ban nhân dân thành phố châu đốc tổ chức các hoạt động lễ hội theo nội dung kế hoạch điều hành tổ chức lễ đảm bảo trang trọng ý nghĩa đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông và đúng các quy định về tổ chức lễ hội chủ động báo cáo và mời thường trực tỉnh ủy tham dự hoạt động khai mạc lễ hội đồng thời tham mưu ban tổ chức chứng khai các hoạt động theo kế hoạch phối hợp sở văn hóa thể thao và du lịch công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các ngành liên quan đảm bảo tổ chức thành công buổi lễ công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm tính trang trọng đúng quy định của đảng và nhà nước có ý nghĩa chính trị sâu sắc việc quy động các nguồn lực xã hội hóa phải đúng quy định pháp luật các hoạt động phục vụ cần chuẩn bị chú đáo thiết thực về mặt nội dung hình thức đảm bảo an toàn tiết kiệm và hiệu quả phù hợp lịch sử văn hóa địa phương Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị số 19 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Chỉ thị nêu rõ trong thời gian qua, tình hình cháy nổ có chiều hướng diễn biến phức tạp khó lường, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Điển hình như vụ cháy nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ xảy ra vào ngày 12 tháng 9 năm 2023 tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm 56 người chết và gần đây là vụ cháy nhà ở cho thuê trọ xảy ra vào ngày 24 tháng 5 năm 2024 tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội làm 14 người chết. Vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh xảy ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2024 tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội làm 4 người chết. Tình hình trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là tại một số địa phương, điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông nguồn nước còn nhiều bất cập, quy hoạch thiếu đồng bộ, thiếu quy hoạch nơi ở cho người lao động khi xây dựng các khu công nghiệp. Tại một số nơi, chính quyền địa phương còn buông lỏng, chưa làm hết trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về xây dựng, về phòng cháy chữa cháy. Nhận thức ý thức của một bộ phận người dân về công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế. Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn tình hình cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các quyết định chỉ thị, công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm của các cơ quan đơn vị. Tập trung rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ. Xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát phát hiện và có biện pháp xử lý khắc phục kịp thời sơ hở bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy nhằm phòng ngừa ngăn chặn triệt để các nguyên nhân điều kiện dẫn đến cháy nổ đối với nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo nghiên cứu rà soát bổ sung quy định cụ thể trong dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh bộ trưởng bộ công an tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục ra soát kiểm tra nắm tình hình đánh giá phân tích mức độ nguy hiểm đối với nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh để tham mưu hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy nổ phù hợp và hiệu quả Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị chức năng chủ trì phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng và công bố tài liệu kỹ thuật hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ, phù hợp với thực tiễn, hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 bộ trưởng bộ xây dựng chỉ đạo đơn vị chức năng chủ trì phối hợp với đơn vị chức năng của bộ công an tổ chức tập huấn cho các địa phương doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan áp dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà ở và tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ yêu cầu chung về thiết kế sau khi được công bố Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo công khai danh sách các cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2024. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ có nhiều người theo dõi để tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy thoát nạn cảnh báo nguy cơ cháy xảy ra tại các loại hình cơ sở nhất là nhà ở có nhiều tầng nhiều căn hộ thủ tướng chính phủ giao phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương thực hiện chỉ thị này văn phòng chính phủ phối hợp với bộ công an theo chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện Xin chào các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị, với nỗ lực của các cấp ngành và địa phương, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh diễn ra mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm chỉ đạo của Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang, Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, sự nỗ lực của các cấp ngành và địa phương trong tỉnh, công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm và đạt những kết quả tích cực. Kết quả, Internet cấp quan tốc độ cao đã đến 100% trung tâm xã phường thị trấn trên toàn tỉnh. Internet di động băng rộng phủ sóng 100% khóm ấp đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin của người dân 100% các khu công nghiệp doanh nghiệp trường học bệnh viện có kết nối internet phục vụ công tác quản lý điều hành 100% cơ quan nhà nước của tỉnh có mạng cục bộ lan và được kết nối mạng internet mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng nhà nước Đến nay, toàn tỉnh có 2.471.741 thuê bao di động, 439.758 thuê bao băng rộng cố định, tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng smartphone là 66,2%, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối băng rộng cố định là 78,91%. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang được xây dựng tập trung thống nhất tại địa chỉ https 2 2 dịch vụ công anchang gv vn và đáp ứng đầy đủ các tính năng, chức năng và yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành, cấp tỉnh, quỹ ban nhân dân quyện, thị xã thành phố, quỹ ban nhân dân xã phường thị trấn. Hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, thực hiện cung cấp dịch vụ công đáp ứng đầy đủ theo danh mục quy định của văn phòng chính phủ, thủ tướng chính phủ, quỹ ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 6, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh cung cấp tổng số dịch vụ hành chính công là 2.024 dịch vụ. Trong đó, số lượng dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến là 458 dịch vụ công. Số lượng dịch vụ công trực tuyến một phần là 653 dịch vụ công. Số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 913 dịch vụ công. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99%. Bên cạnh đó, đã thực hiện đồng bộ tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình của tỉnh, 1.348 dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia, 100% các sở ban ngành cấp tỉnh, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, quỹ ban nhân dân các quyện, thị xã thành phố, quỹ ban nhân dân xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện quyết định 156 trên quy UBND ngày 15 tháng 2 năm 2023 của quỹ ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án số quá kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, giải quyết của các cơ quan đơn vị và địa phương còn hiệu lực. Kết quả từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 6, tỷ lệ số quá hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 72,87%, tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử đạt 76,69%. Các sở ngành địa phương còn triển khai nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua thương mại điện tử, mô hình công nghệ 4.0 như chuyển đổi hình thức hỗ trợ kết nối doanh nghiệp từ kết nối giao thương truyền thống sang hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng quá đường điện tử đạt 100%, có 10 trên 10 bệnh viện công lập và tư nhân, 5 trên 11 trung tâm y tế quyện, thị xã thành phố, trực thuộc sở y tế trên địa bàn tỉnh, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán diện phí và các giao dịch khác. Nói bật là Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, người dân được cung cấp thẻ y tế thông minh để thanh toán diện phí. Kết quả thanh toán sẽ được ngân hàng cập nhật ngay liên hệ thống phần mềm quản lý của bệnh viện. Các cơ quan chức năng tổ chức tập quấn kỹ năng bán hàng online trên nền tảng TikTok cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Các lớp tập quấn triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia bán hàng trên trang thương mại điện tử, hỗ trợ đưa các sản phẩm của tỉnh lên các sàn giao dịch thương mại điện tử, các sản phẩm ô cốp được thông tin quảng bá trên các phương tiện thông tin như bản tin thị trường nông sản, bản tin xúc tiến thương mại nông sản, bản tin khuyến nông khuyến công, tin bài trên cổng thông tin điện tử, chuyên trang bản tin của ngành công thương, nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử, sàn đỏ của FPT, Vusal của Viettelbot, Botmark của vnbot Tiki, Bixi, Go, Shopee và Lazada. Đồng thời tuyên truyền khuyến khích người dân và các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, trạm xăng dầu trong tỉnh sử dụng dịch vụ mua bán hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt hỗ trợ xây dựng mô hình chợ 4.0, mô hình tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, các tổ công nghệ số cộng đồng của các xã thị trấn trên toàn tỉnh đã đi từng ngõ, gõ từng nhà hỗ trợ, hướng dẫn người dân tự sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tổ chức phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số tại trụ sở hành chính khi có nhu cầu như cài đặt sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng sử dụng nền tảng Quỹ ban nhân dân xã phường thị trấn thực hiện việc đăng ký thiết lập tài khoản thông tin cơ sở nhằm tăng cường khai thác sử dụng hiệu quả các ứng dụng Zalo để triển khai các hoạt động thông tin cơ sở như một kênh truyền thông của chính quyền cơ sở đến người dân và tương tác giữa người dân với chính quyền cơ sở. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và là nền tảng cho phát triển nhanh bền vững. Do đó, để chuyển đổi số thành công cần sự vào cuộc quyết tâm cao của tất cả các cấp ngành địa phương, doanh nghiệp và mỗi người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Quý vị cho các bạn vừa nghe bài An Giang đẩy mạnh chuyển đổi số. Thưa quý vị, ma túy gây tác hại trên nhiều lĩnh vực và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm tệ nạn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh con người, sự phát triển và trường tồn của mỗi quốc gia, dân tộc. Tội phạm ma túy với tinh chất xuyên biên giới đã và đang trở thành một trong những thách thức cần ưu tiên giải quyết là nhiệm vụ của cộng đồng quốc tế với chủ đề chung tay xây dựng xã phường thị trấn sạch ma túy. Năm 2024, có hơn 1.200 cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên ra quân diễu hành trên các tuyến đường trung tâm thành phố Long Xuyên nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân, từng bước đẩy lùi và xóa bỏ tai nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Theo Đại tá Lâm Phước Nguyên, thời gian qua tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh luôn nhất quán quan điểm xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách thường xuyên và lâu dài, là nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Từ đó, đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đề ra nhiều giải pháp nhằm quy động sức mạnh của các cấp ngành và toàn xã hội tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, xóa bỏ việc trồng cây có chất ma túy tổ chức cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy, phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng xã phường thị trấn không có tai nạn ma túy. Để thực hiện hiệu quả tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2024, Đại tá Lâm Phước Quyền đề nghị các quỹ chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh cần nêu cao gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc quản lý giáo dục con em trong gia đình, quy động sự tham gia hưởng ứng của toàn dân, không sai vào tai nạn ma túy đồng thời tập trung triển khai và nhân rộng các mô hình trợ giúp tạo điều kiện để người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người quản lý sau cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, dây vốn sản xuất kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng tái nghiện ma túy, quy động giúp đỡ hỗ trợ tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, các lực lượng chuyên trách đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy kịp thời phát hiện, triệt xóa các đường dây mua bán, dân chuyển ma túy, các điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng thuộc các ngành y tế, công thương để kiểm soát các loại tiền chất thuốc tân dược, thuốc hướng thần, kiên quyết không để tội phạm lợi dụng tổ chức sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh. Giám đốc công an tỉnh An Giang kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình hãy quan tâm, tìm hiểu để nhận thức đầy đủ về hậu quả tác hại của ma túy, từ đó chủ động bảo vệ mình, bảo vệ con em, người thân trong gia đình tích cực thương truyền cảm quá người nghiện ma túy và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng địa bàn dân cư lành mạnh không có tệ nạn ma túy. Đồng thời thường xuyên gần gũi trò chuyện tâm sự với con em trong gia đình, tạo cho trẻ cảm thấy gia đình là chủ dự tin cậy, giáo dục cho các em hiểu tác hại của ma túy để các em không bị lôi kéo dụ dỗ. Theo ban chỉ đạo 138 tỉnh, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy hiện vẫn còn tiềm ẩn phức tạp có đối tượng triệt để lợi dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trên không gian mạng để thực hiện các hành vi mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Có đối tượng phạm tội triệt để lợi dụng đặc điểm tình hình biên giới để hoạt động. Trong nội địa vẫn còn tình trạng lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như bar, vũ trường, khách sạn karaoke để mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy, gây khó khăn cho công tác phát hiện xử lý. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá 133 vụ liên quan 268 đối tượng mua bán, tăng trữ vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 29 vụ 27,9%, tăng 75 đối tượng 38,9%. Số cùng kỳ năm 2023, qua thống kê có đến 68 trên 268, 25,4% đối tượng có tiền án tiền sự, 188 trên 268, 70,1%, đối tượng sử dụng ma túy 123 trên 268, 45,9%, đối tượng không có nghề nghiệp. Riêng trong tội phạm về trật tự xã hội có đến 85 trên 716, 11,9%, đối tượng liên quan ma túy. Đây là những mầm móng phát sinh các loại tội phạm nguy hiểm cho xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe bài vì một xã hội không có ma túy. Thưa quý vị, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, gắn giới xây dựng nông thôn mới, được Hội Nông Dân xã Dịnh Tế. Chú trọng triển khai sâu rộng, từ đó phát huy tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất của Hội viên Nông Dân, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Hội nông dân xã đã phát động mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững đến 100% chi hội trên địa bàn với nhiều nội dung phong phú thiết thực thông qua các buổi sinh hoạt chi hội các lớp tập huấn hội điều lòng ghép tuyên truyền vận động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao qua đó nhiều cán bộ hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phát triển kinh tế góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã để thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm hội nông dân xã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, dẫn động hội dân nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư có trọng điểm, phù hợp với thực tế của hộ gia đình. Hội nông dân xã còn làm tốt vai trò cầu nối giữa ngân hàng chính sách xã hội với hội viên, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn dài đầu tư phát triển nhân rộng, có hiệu quả các mô hình sản xuất chăn nuôi. Phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thành phố, tạo điều kiện cho hội viên nông dân gia vốn dư nợ đến nay trên 12 tỷ đồng với 335 hộ gia vốn để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Hội đồng dân xã còn tích cực thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Đến nay có 242 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cũng đã chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để đầu tư công nghệ mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả trên các lĩnh vực như trồng táo trong nhà lưới, chăn nuôi gà sinh học, trồng nấm rơm, trồng dưa lưới trong nhà kính, kết hợp điện năng lượng mặt trời, trong nấm bào ngư xám, áp dụng hệ thống tưới phun gốc tiết kiệm nước và ứng dụng men vi sinh ủ phân hữu cơ trên cây xoài. Bên cạnh đó, hội đã chỉ đạo các chỉ hội đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất kinh doanh phù hợp gắn giới hỗ trợ về vốn vật tư, có kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân để không ngừng nâng cao trình độ sản xuất hội tham gia với các ngành của xã tuyên truyền vận động hội viên nông dân cùng chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới cùng chính quyền địa phương như tham gia bảo hiểm y tế vệ sinh môi trường tham gia học nghề phối hợp với công an xã tuyên truyền về an toàn giao thông an ninh trật tự trên địa bàn xã hội cũng thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên xã tổ chức thu gom rác thải nông nghiệp trong thời gian tới hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, qua đó góp phần cùng cấp quỹ chính quyền địa phương thực hiện nâng chất các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bài phát huy vai trò hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.